Hello, chào mọi người. Hôm nay mình đi ra đảo Phú Quý nha mọi người. Bắt đầu từ bây giờ là tầm khoảng 5:15 mọi người. Và tàu thì 6 giờ xuất bến. Thì mình đi là chiếc của Super Đông. Còn ở đây thì giờ gồm có 3 chiếc. Chiếc Việt Nam Express, Super Bờ Đông 2 và chiếc Trường Cắt. Giờ mình chuẩn bị quay cho mọi người xem nhé. Bây giờ mọi người cũng đang làm thủ tục mọi người. Đây thì chiếc tàu cao tốc Express nằm đây mọi người. Thì tàu này không biết mấy giờ. Còn chiếc của Super Đông này mọi người, mình đang đi chiếc này nè. Mình sẽ di chuyển từ ở Phan Thiết mình ra đảo Phú Quý. Còn này chiếc Trường Cắt ở đầu bên kia. Chiếc Trường Cắt hình như là 5:30 bắt đầu xuất phát mọi người. Bà con giờ cũng đang tập trung cũng đông lắm. Khách hôm nay du lịch cũng nhiều lắm mọi người. Thì bây giờ mọi người đang tập trung một số người thì đang đi bên của Trường Cắt trước. Thì 5:30 á, bên Sài Gòn Đông người ta xuất bến trước. Đang qua để làm thủ tục để xuống tàu mọi người. Ở đây thì có hai chiếc Super Đông đang đậu kế bên này mọi người. Cái của mình thì 6 giờ mới đi nên giờ mới có 5 giờ mấy à, nên là cũng chưa có làm thủ tục để xuống tàu nữa. Còn chiếc màu đỏ này là của Trường Cắt mọi người. Như chiếc này hai thân hay sao á. Chiếc Trường Cắt này là hai thân mọi người. Đây là chiếc của Trường Cắt này nè. Cũng 2 tầng mọi người. Một số mọi người thì cũng đang làm thủ tục đó. Trường Cắt cũng đang đợi để xét vé mọi người. Dài to ghê mọi người. Xe tải thì đang đưa hàng hóa xuống. Chiếc tàu chắc chở hàng hay sao mọi người. To ghê luôn mọi người. Hôm qua thì mình cũng có dự định là mình sẽ đi chiếc tàu này nè. Tại vì chiếc tàu của Trường Cắt này nó lớn hơn chiếc Super Đông. Trường Cắt này công nhận lớn thật luôn mọi người. Super Đông thì hiện tại giờ cũng đang chờ làm thủ tục thôi chứ cũng chưa có làm đâu mọi người. Bên đây thì hai chiếc của Super Đông. Di chuyển từ cảng của Phan Thiết ra đảo Phú Quý. Nói chung nó nhỏ thì theo tính là hai chiếc so với nhau thôi chứ Super Đông cũng lớn lắm mọi người. Mọi người nhìn nè, từ cái đầu cho cái phần sau nè, dài tới mấy chục mét rồi mọi người. Mấy chuyến trước thì mình đi cao tốc của Phú Quý Express là chiếc này mọi người. Phú Quý Express là trước mình hay đi mấy cái tàu này. Hôm nay thì mình di chuyển mình sẽ đi chiếc Super Đông thử nha mọi người. Còn chiếc Trường Cắt mình cũng chưa đi bao giờ. Mình hy vọng là lần sau mình sẽ lên thử cái chiếc của Trường Cắt thử. Thì mình thấy lớn hơn cái tàu kia quá.
À, chiếc LZ cũng ngang ngang với chiếc của Trân Cắt mọi người. Chiếc này thì không biết mấy giờ làm thủ tục chạy, mình không biết. Giờ thấy hàng quá bà con cũng đang đưa lên trên tàu rồi. Bây giờ cũng tầm khoảng 10 phút nữa tàu của Trân Cắt này cũng sẽ bến sớm trước mọi người. Các đồng chí công an lại đây chắc cũng chút xíu nữa là để tàu xuất bến rồi đó. Cao lắm mọi người. Hôm nay trời cũng trong rất đẹp mọi người. Hôm nay gió cũng êm lắm. Bắt đầu đây giờ tục chắc cũng để xuất cảng á, có cả anh đồng chí công an là đây. À, Trân Cắt này là 5:30 phút xuất bến anh. Dạ dạ. Dạ dạ. Không em đang đi bên shipper rồi. Dạ dạ dạ. Dạ. Tranh thủ để chạy giờ á. À, lên 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 anh Cường ơi. Gặp ông anh cũng đang đi mà ông đi bên tàu Trân Cắt nè mọi người. Còn shipper đông bây giờ cũng đang chuẩn bị là làm thủ tục rồi. Mình cũng không có nhớ rõ là ra bao nhiêu hải lý đó, nghe như là tầm khoảng 50 hay năm mấy hải lý vậy mọi người. Thời gian chạy khoảng tầm 2 tiếng 10 phút hay 20 phút gì đó. Bây giờ thì có chiếc kéo nhỏ này mà kéo đầu ra mọi người. Bây giờ của Trân Cắt bắt đầu là chuẩn bị xuất cảng nè. Giờ kéo ra mọi người. Bây giờ đang kéo ra nè. Rồi. Ra đang kéo cái đầu ra đó. Đây này không tự quay đầu được á, tại cặp nâng cặp trong cảng mọi người. Dưới kéo ra nhìn ghê hả? Rồi giờ đang khởi động. Ghê chưa mọi người? Tàu hai thân mọi người. Đó, còn chiếc kia đang kéo ra, kéo đầu ra đó mọi người. Hai thân này đi êm lắm mọi người. Như là hôm nay gió êm nữa, đi sướng lắm. Tàu kéo ra giờ bắt đầu anh đang bắt đầu anh khởi động từ từ rồi mọi người. Trong còn chắc còn đây còn cạn á. Rồi đó, bắt đầu ảnh có tín hiệu cho chiếc tàu nhỏ khỏi kéo nó ra, bắt đầu ảnh chạy rồi đó mọi người. Đó, giờ anh đang bắt đầu khởi động từ từ lên rồi đó. Đang ra mọi người, đầu ra càng từ từ mọi người. Qua xa bên cái khu vực bên kia để quay được, tại vì mình bây giờ cũng đang đây cũng đang là chuẩn bị làm thủ tục nè, của shipper đông để chuẩn bị mình lên tàu mọi người. Giờ cũng đang bà con bây giờ cũng đang bắt đầu lên tàu rồi đó.
Bây giờ để chắc mình lên làm thủ tục đi, để mình quay cho mọi người xem nhé. Super đông, nay cũng mọi người đi cũng đông lắm mọi người. Nãy giờ làm thủ tục nữa, cũng lâu mình đang chờ, nãy giờ còn hàng dài trước. Khu vực bên trong của cái hành khách là mọi người thì gồm hai màn hình đằng sau với hai màn hình trước. Khách lên giờ nó cũng gần hết rồi, chắc cũng gần chạy rồi mọi người. Đây thì hai màn hình trước, vị trí mình ngồi đang ngồi ở vị trí này, đang đứng theo cái tầng trên nè mọi người, tại vì cái chiếc này cũng hai thân, nó dài ghê. Khu sau đây thì mọi người cũng đang ngồi ở khu vực sau nè, thì có những cái chỗ này để mình bình cái tay đó mọi người. Chiếc cao tốc khác chắc cũng đang chuẩn bị chạy luôn rồi mọi người. Thì chiếc Super Đông thì hai chiếc cặp hai bên, một bên cuối một bên thì chiếc hai mình đang đi chiếc này nè. Khu vực nếu bên đây là như là vực cảng ta lên cá mọi người. Đây thì phần bên trong của tầng 2 nè mọi người, thì dãy hành khách bên trong này. Bên đây thì sẽ ít hơn ở dưới tầng dưới. Bên đây cũng trang bị là hai màn hình sau và hai màn hình trước. Bây giờ đang kéo chiếc kia đang lùi ra để cho chiếc mình đang chuẩn bị xuất phát mọi người. Chiếc bên đây thì đang để ve về để cho chiếc mình tính đến giờ phải xuất cảng rồi. Thì tầm chắc cũng phải gần bằng chiếc cỡ iPad của máy bay iPad ạ. Chiếc nhỏ bên đây thì đang kéo cái đầu tàu của Super Đông ra mọi người. Đó, bắt đầu chuẩn bị kéo ra nè. Rồi, bắt đầu giờ kéo ra mọi người. Rồi, kéo ra ở đầu tàu của Super, bắt đầu ra dần dần á mọi người. Đó, đầu ra dần dần á mọi người. Đầu tàu bây giờ đầu kéo ra rồi. À, bắt đầu đang rời cảng rồi nè mọi người. Rồi bắt đầu chạy đúng giờ lắm mọi người. Bắt đầu khởi động chính nè mọi người. Lên khói luôn, khói dữ rồi đó. Khói quá sợ lúp bê. Cạn quá sao bị lúp bê luôn hả? Bờ trắng sóng biển bão mọi người. Thì giờ cũng đang ra ngoài, cũng còn ở trong cảng nên cũng chưa có chiếc tàu kéo, giờ mới kéo ra xong mọi người. Giờ Super vào ra ngoài khu vực này đất đầu là mới chạy nè. Giờ đâu tắt tắt cái dầu. Đầu
giờ tăng tốc dần nha. Tăng dần lên em ơi, đầu ra ngoài nó tăng dần dần lên rồi đó. Có đèn không? Đâu à? Ghê gớm không? Tăng tốc rồi á. Lấy đà tăng tốc dần rồi đó. Coi lượng sóng rồi kìa mọi người ghê không? Cái này là nó bị khói lên đó. Dữ thiệt chứ? Cũng còn ở phần bên trong chứ chưa ra ngoài nên chưa tăng tốc ra nhiều lắm mà. Chắc dính rác hay sao á? Nó phải giống như tàu mà chân dịch không phải gần dừng lại phải xả đó. Mấy chiếc trước em đi đó cũng bị một lần vậy á, là có người phải nhảy xuống ấy rác ra. Nó quấn cái lưới nó quấn vào mình lại. Sóng nhiều, sóng dữ lắm. Trên quên dữ lắm. Đúng rồi, rác hả? Sáng rồi đó. Để sao rải thấy lưng có đen không? Đang bị dính rác mọi người. Cách đất liền rồi có tí xíu. Thằng Vũ Cung nó có việc gì mà không đi cùng? Nó đi kiếm 12 giờ. Sóng lắc dữ lắm mọi người. Đứng không yên luôn á. Lắc lắm luôn. Ồ, lặn xuống hả? Rồi, tắt dữ lắm mọi người. Nghiêng ngã như này nè. Rồi, tàu nghiêng như thế này mọi người. Đó. Đang dừng lại sóng đánh vào. Thì có anh thợ lặn đang xuống đang cắt rác dưới. Buổi sáng qua rồi, sáng qua thì cắt cắt sáng qua rồi. Cắt rồi xong mọi người. Rồi, bắt đầu tiếp tục đi qua lại đó. Anh thợ cắt rác đây. Ơi. Nghe ngã quá trời. Rồi giờ bắt đầu tiếp tục lại. Tiếp tục rồi đó. Cái chân vịt nó bút ghê mọi người. Đó, tăng lên mọi người, tăng lên dần dần đó.
được. Tăng cái nhào đồng cái chứ. Rất là mạnh luôn này. Tốc độ rất là nhanh. Đây là chắc là hai giao dịch hai bên đó mọi người. À, từ đây mà ra đến đây là xa lắm đó. Cũng xa đấy. Về mọi người, chúng ta Super Đồng Phú Quý 1 đang ở ngoài Phan Thiết ra đảo Phú Quý. Giờ mình từ ở đảo Phú Quý mình về lại Phan Thiết. Hôm nay mình đi tàu Trưng Cắt nha mọi người. Đây thì của Phú Quý FS mình không biết mấy giờ chạy nữa. Tàu của mình thì hiện tại giờ là khoảng 10 giờ 30 là xuất bến cảng của tại Phú Quý mọi người. Tàu lớn lắm luôn. Thì những chiếc cái này là để chuẩn bị kéo cái đầu tàu ra mọi người. Chiếc nhỏ nhỏ này nè, không biết kêu là gì nữa. Mình chuẩn bị là tàu cũng gần xuất bến, xuất cảng tại ở Phú Quý ra. Thank you.
chung là mọi người còn lên tàu cũng còn đông. Hôm nay có vẻ trời cũng hơi gió hơn mọi người. Ở bên buổi FPS thì bây giờ cũng đang làm thủ tục để lên tàu á mọi người. Thì mình đi super đông rồi, đi có FPS rồi. Thì sự mà trước đó là mình cũng đi cái Hưng Phát, bây giờ không biết chắc là không còn chạy nữa. Hôm nay mình đi cái chiếc của trước đây lần đầu tiên mọi người. Mình thì đang ở bên trên tầng 2, tầng trên. Ở đây thì mỗi ngang hàng lối giữa, hai lối giữa thì mỗi ngang 4 ghế. Còn hàng lối hai cặp bên hông thì mỗi bên 3 ghế. Một đường ngang hiện tại là bây giờ là 8-14 ghế. Ba lối đi riêng mọi người. Trang bị hai màn hình trước. Có những chú chim bay. Giờ tàu cũng đang chuẩn bị xuất bến rồi mọi người, xuất tại cảng Phú Quý. Hướng về phía của Phan Thiết thấy trời hôm nay chuyển mưa quá, hôm nay thấy cũng sóng mạnh, gió nhiều mọi người. Đây là tàu nhỏ nè, đang câu dây vào rồi, chuẩn bị kéo ra mọi người. Đó, giờ bên những vận chuyển và những anh hỗ trợ khách lên đó, giờ cũng đang thu dọn lại để mà để cho tàu chạy á mọi người. Bây giờ hiện tại giờ là 10:30 rồi. Tàu mình cũng 10:30 phút là chạy á. Nên là giờ chắc cũng chuẩn bị sắp bến rồi. Bắt đầu rồi mọi người. Đó, bắt đầu kéo ra đó. Đó, bắt đầu kéo đầu tàu ra nè. Đầu rời bến từ từ ra mọi người. Diện tích này ngang chiếc tàu quá lớn. Đầu rời cảng mọi người từ từ rồi mọi người. Kéo ra như là rời coi đảo nè mọi người. Dần lên rồi đó.
trời. Quá trời gió.